em nha, em tên là Sinh, em thì chuyên giao lưu đồng hồ của Nhật nha. Hôm nay thì xin giới thiệu với anh chị em là con đồng hồ của Seiko ha. Con này là hàng chưa dùng còn nguyên hộp luôn ha. Con này cái tay em nó bị mất tiêu rồi. Đó. Thì tiếp theo thì xin dở hộp nha ha. Con này là hàng mới chưa dùng luôn. Đây. Này cái màu trắng rất là sang nha anh chị em. Đó. Thì con này lúc trước em đã quay rồi thì hôm nay em quay lại cho anh chị em tham khảo cho nó dễ nha. Nói là con này là xin nhắc lại là hàng ngoại chưa dùng, lúc trước nhầm nó như thế nào đó, em nói là hàng Sài Gòn nhưng mà con này là hàng mới nha. Đó, lúc cái hộp nó thì còn chắc chủ máy đó, không còn gì hết, còn cái máy không à ha. Thì xin tiếp theo thì xin lắp cái pin vô, con này là sử dụng là 4 pin chung nha anh chị em. Đó. Này cái mã là GE576A nè. Tiếp theo xin lắp cái pin vô luôn. Đây. Thì sau khi lắp pin vô thì để ngược này thì máy nó dò như thế này nha anh chị em, nó sẽ dò dài như thế này. Tiếp theo thì xin đeo cái đồng hồ lên luôn đi, giới thiệu luôn anh chị em. Đây, con này chơi lên tường rất là sang nha. Đó. Thì kích thước là ngang là 37, cao là 49 ha, hình bầu dục rất là đẹp. Con này cái hình thức nó cũng tương tự như cái con hôm bữa em về cách đây 3-4 hôm là con GE578B á. Thì con đó nó có thêm, nó cái kiểu nó hình hơi vuông vuông mà nó có bầu bầu ở giữa ha. Còn con này thì hình bầu dục, nhưng mà con này nó dòng nó thấp hơn con kia, là nó không có hai con quay hai bên, nó chỉ có cái này con quay chính giữa với hai chú đính thôi. Đó. Ngoài ra thì nó giống như Nhật, cũng là 4 viên pha lê qua đất kia ha. Ở đây nó có thêm 5 viên ở giữa nữa nè. Trên đây nó có những cái viên nhỏ, những cái con quay này ha, anh chị em thấy không? Đó. Thì đây. Cái màu nó anh chị em thấy không? Cái màu trắng sữa rất là đẹp nha. Cái này nè. Sơn tĩnh điện mà kiểu như sơn tĩnh điện mà kiểu như nó thêm cái hoa văn là ngã ngã hơi nâu nâu nè, kiểu như là cái băng đá vậy đó nha anh chị em. Nó giả cái băng đá rất là đẹp nha. Con này chơi bên tường rất là sang. Đó. Đây. Không, dưới đây nó có 4 cái viên pha lê, cái màu rất là đẹp nha. Con này cái màu chơi bên tường rất là sang và sáng nha anh chị em. Con này nè. Đó, anh chị em thấy không? Rất là đẹp, cái màu trắng rất là đẹp sang nha. Đó. Đây con này là kim châu luôn nha. Thì em xin test cái âm thanh nó cho em xem thử. Đó. Âm thanh con này nghe cũng như con kia thôi, cũng nghe du dương nghe ha, âm thanh to trong rõ ấm rất là sang tai nha. Đó, thì khi đến giờ thì đây thì cũng hai con quay, con kia thì nó thêm hai quay đây con, nhưng mà này có con quay ở đây giữa thôi, nó sẽ quay ha, hai chú lính nó quất ra quất lại đây viên giữa rất là hài hòa nha. À. Nó thì sau khi nó dò dò xong thì nó đứng dòng nữa, anh em tác động cái nút này sao nó sẽ quay lại thôi. Này em tắt nó, thấy không? Đó. Thì sau khi tác động thì nó vậy nè. Đó. Nó chạy kim châu luôn nha. Thì con này xin giới thiệu nó cũng giống như con kia, hình thức cũng tương tự như con kia, nó còn thiếu hai con quay thôi ha. Ngoài ra thì nó đẹp hơn. Nói chung là con này hình thức cái màu với cái kiểu nó cũng đẹp đó. Đẹp hơn, có khi đẹp hơn con kia nữa. Nè, cái mặt đồng hồ này đặc biệt là bằng đá cẩm thạch nha anh chị em, chứ không phải là bằng nhựa nha. Mặt đồng hồ này nên cái giá trị nó rất là cao nha. Con này đó. Bên trong nó có những cái chi tiết đây, hình nốt nhạc đường ha. Đó, thấy không? Đây có hai cái chú lính ngồi nè ha, chơi đàn với đầu sáo. Đó, hai bên ha. Cái phong cách của con này là kiểu như là trên cái trang chủ của Seiko nó giới thiệu phong cách kiểu như là không biết nói như thế nào, nó kiểu như nó thư giãn như thế nào á,
Thế cái âm thanh đó em cho em nghe thử lại. Âm thanh nghe du dương rất là hay anh chị em, kết hợp với những cái con quay ở trên này với ở giữa dưới dưới ha, năm viên nữa. Này chắc tượng trưng cho ngũ hành cái gì năm nè đó, nhìn rất là hài hòa, rất là sang nha, rất là đẹp. Rồi ha, mình test lại lần nữa nè. Nghe âm thanh nghe rất là hay tai nha, nghe rất là sang tai, nghe ấm lắm, cảm giác rất là ấm cúng nha anh chị em. Con này treo bên đoàn khách đó, cảm giác rất là ấm cúng. Hai chú lính lắc qua lắc lại nha. Kích thước ngang 37 cao 49 nha, sử dụng 4 bên chung nha anh chị em. Đó, thì em xin giới thiệu đến anh chị em là con đồng hồ của Seiko để anh chị em tham khảo. Em xin cảm ơn, xin chào.